Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng SolidWorks để vẽ dao, ứng dụng lệnh 3D Texture để tạo biên dạng bề mặt nổi 3D cho cái cán dao của mình. Đây là bản vẽ dao của chúng ta, các bạn có thể thấy ha, bao gồm phần lưỡi dao và cán dao. Các bạn có thể là thu nhỏ màn hình lại ha. File, New, Back. Mình sẽ xây dựng phần biên dạng cán dao bên trái trước các bạn ha, và các bạn có thể là zoom in lên. Mình sẽ phát thảo trên mặt top các bạn ha, góc tọa độ mình sẽ lấy ở đây, góc tọa độ trên mặt top. Các bạn có thể thấy là từ góc tọa độ theo phương X thì các bạn sẽ thấy một cái cung R560 ha. Điểm đầu, điểm cuối thẳng hàng với nhau. Các bạn có thể là sử dụng lệnh ạt đi qua 3 điểm ha, như thế này. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba và ràng buộc kích thước cho nó là 560 và điểm đầu, điểm cuối thẳng hàng với nhau các bạn ha. Như thế này. Và cung R560 này thì nó có kích thước theo phương X ha, độ dài là 135. Như thế này. 135 các bạn ha, điểm đầu, điểm cuối 135 đây ha. Và theo phương OI chúng ta sẽ có một cái cung R là R36 các bạn ha, có kích thước theo phương X22, theo phương Y là 32 ở đây các bạn ha. Những cái fillet mình sẽ xây dựng sau cùng. Một cái cung là R36 các bạn làm tương tự ha, cung đi qua 3 điểm như thế này đây, và cung này là R36 đây ha. Và theo phương X đây sẽ là 22 và theo phương Y sẽ là 32 ha. Phương Y đây là 32 và từ cung R36 này các bạn sẽ có những cái cung R là 36, 32, R20 tiếp tiến với nhau các bạn ha. Thì đây mình sẽ xây dựng cung đi qua 3 điểm ha, như thế này đây đây ha. Và các bạn có thể là sử dụng target arc để vẽ các cung tiếp tuyến ha, như thế này đây, như thế này ha. Và mình sẽ ràng buộc kích thước cho nó 36 nè, các bạn có thể là ràng buộc bằng với cái cung kia ha. Ở đây mình sẽ ghi kích thước 36, R32 và cung còn lại là 20 đây ha. Và kích thước các bạn thấy nè, điểm cuối nè, điểm cuối của cái cung R20 này ha, nó sẽ cách góc tọa độ là 114, điểm cuối cách góc tọa độ đây ha là 114 như thế này đây. Và cái cung R32 này có 2 điểm thẳng hàng các bạn ha, thì mình sẽ ràng buộc cho nó 2 điểm thẳng hàng như thế này đây ha. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai thẳng hàng với nhau đây. Và cuối cái cung R20 này sẽ có một cái đoạn line là 21 và cách cái điểm bên trên hay là cách góc tọa độ ha là 30. Thì các bạn sẽ xây dựng một cái đường line ngang như thế này ha, đường line này nằm ngang đây ha. Và đường line nằm ngang này nó cách với cái điểm cuối này ha, hoặc là cách góc tọa độ theo phương Y là 30 như thế này các bạn ha đây. Và còn một cái kích thước nữa liên quan tới ba cái cung này thì các bạn nhìn bản vẽ ha, đó là đối với cung R36 này nó có một cái kích thước biên đường tròn tới góc tọa độ là 24. Các bạn có thể là giữ shift để ghi kích thước biên đường tròn, hoặc các bạn có thể là list như thế này ha, đường tròn góc tọa độ đây ha. Và các bạn có thể là chỉnh ở trong phần leader như thế này ha, phần leader này, và các bạn kéo xuống dưới cùng ha, nó sẽ có phần add condition, các bạn sẽ chọn min thì nó sẽ ghi được kích thước biên đường tròn. Hoặc các bạn có thể là giữ shift ha, lưu ý. Ở đây mình sẽ chỉnh sửa kích thước lại là 24 như thế này. Đây ha, thì nó sẽ fully defined cho các bạn. Và đoạn line cuối cùng ở đây nó sẽ là 21 các bạn ha, 21. Đây, theo cái thông tin bản vẽ của mình ha, đây ha. Tiếp tục các bạn sẽ đến cái phần lưỡi dao ở bên phải ha. Thì ở trên nó sẽ có một cái đường line là 50 và một cái đoạn cung là R245. Cái điểm kết thúc cung và cái điểm xuất phát từ cái đường line 50 là 208.1 các bạn ha. Thì mình sẽ xây dựng bên trên như thế này đây ha, một cái đoạn line 50 ha đây. Và từ cái đoạn line này mình sẽ vẽ một cái phác thảo cái cung tiếp tuyến ha, như thế này đây. Và cái cung này nó có một cái R là 245 các bạn ha, 245 đây. Cái line này là 50 ha đây rồi. Và điểm cuối cùng tới cái điểm đầu của line 50 thì sẽ là 208.1 ha đây. Các bạn đã tạo tới đây rồi ha. Còn cái phần là 7.8 hoặc là 8.8 này nè, khoảng cách này, thì đây là cái phần lưỡi dao cắt các bạn ha. Kích thước yếu các bạn có thể là tùy chỉnh ha. Rồi, ở đây mình sẽ tiếp tục tới cái phần ở dưới. Kế cái đường line 21 sẽ là một cái cung R25 và một cái đoạn line tiếp tuyến các bạn ha. Đây. Các bạn có thể là sử dụng cái target arc này, cung tiếp tuyến này ha, để mình vẽ cung tiếp tuyến và gán cho nó là R25 như thế này ha. Đây. Và có một cái đường line tiếp tuyến với R25 này ha. Đây. Và đường line này sẽ có một cái đường line ngang đây ha, đường line ngang ở đây. kết thúc tới điểm 208.1 này ha. Đây, một cái đường line ngang như thế này ha. Đây, đây, và mình sẽ cho nó thẳng hàng ha. Đây, như thế này. Và phần bắt đầu lưỡi dao, các bạn có thể thấy điểm dao đây ha. Phần bắt đầu lưỡi dao này thì nó sẽ cách góc tọa độ là 50, 50 các bạn ha. Thì mình có thể là ràng buộc cho nó kích thước là 50 ha. Đây, tới góc tọa độ là 50 như thế này ha. 50. Đây. Sau cùng các bạn sẽ kiểm tra ha. Khi biên dạ đã đóng kín rồi thì mình có thể là kiểm tra lại những chỗ fillet hoặc là chamfer. Thì ở đây có hai cái fillet R4 ha. Thì mình sẽ làm fillet, thực hiện lệnh fillet ha, nhập là 4mm list ha, cạnh thứ nhất, cạnh thứ hai. Ok, hoặc là điểm ha. Ok. Ok, kết thúc lệnh các bạn ha. Và ở đây sẽ có ba cái đường tròn ha, ba cái pin là phi 4 các bạn ha, với kích thước như thế này ha, 3 nhân phi 4 nè, 12.3, 22.5 và cái khoảng cách ha. Thì các bạn sẽ thực hiện ba đường tròn thứ nhất, đây ha, đường tròn thứ hai, đường tròn thứ ba, ba cái đều là phi 4 ha, thì mình sẽ cho nó ràng buộc là bằng nhau như thế này ha. Ok, và cho nó kích thước là phi 4 các bạn ha. Đây. Đây ha. Rồi, và mình sẽ ràng buộc kích thước 12.3, 22.5 là cái phi đầu tiên ha. 12.3 này. Đây, góc tọa độ các bạn ha. 12.3. Và theo phương x sẽ là 22.5 ha. Đây, 22.5. Như thế này. Đây, và cách cái đường tròn thứ hai là 35.8 và 45 ha, ba đường tròn này thẳng hàng thì các bạn có thể là ràng buộc thẳng hàng ha. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba thẳng hàng với nhau các bạn ha. Và có một cái ràng buộc kích thước tiếp tục là 35.8 này. Đây ha. Và 45 các bạn ha. Đây, 45. Đây. Như vậy chúng ta đã có một cái biên dạng 2D của cái cán dao và lưỡi dao các bạn ha. Thì cái cán dao ở đây các bạn có thể thấy này là một cái đường SB line hoặc là một cái đường cung nào đó ha. Đây. Thì mình sẽ dựa vào cái biên dạng lưỡi dao cán dao này để mình xây dựng cái lưỡi dao rời và cán dao rời các bạn ha. Thì ở đây mình sẽ phác thảo thêm một cái đường cung như thế này ha. Cung đi qua ba điểm, ba boy này. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, nối hai đầu ha. Đây, và mình sẽ cho nó kích thước khoảng tầm ok L50 này. Đây ha. Chia ra làm hai phần, phần cán dao và phần lưỡi dao ha. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ xây dựng cái phần thép của cái lưỡi dao trước các bạn ha. Thì mình sẽ dùng Extrude Board này. Các bạn sẽ chọn là Midplane 1mm các bạn ha. Và cái vùng của mình, đây vùng thứ nhất, vùng thứ hai, và mình sẽ chọn luôn những cái vùng đường tròn này ha. Đây. Đây. Đây các bạn ha. Ok, như vậy mình đã có một cái lưỡi thép rồi nè. Đây ha. Đây. Tiếp tục chúng ta sẽ xử lý ha cái phần lưỡi dao ha, cái phần lưỡi dao ở đây. Với kích thước yếu đề bài cho là từ 7.8 8.8 thì ở đây mình có thể là cho nó là 8mm các bạn ha. Thì các bạn có thể là sử dụng lệnh chamfer cho nó nhanh ha. Ở đây mình sẽ sử dụng lệnh chamfer. Đây các bạn ha, và mình sẽ chamfer kiểu là cạnh cạnh ha. Asymmetric này, đây ha. Và mình sẽ nhập cho nó là 0.5. Đây các bạn ha, và 8mm. Đây lưỡi cắt của mình 8mm ha, 0.5. Ok ha. Và chamfer cạnh bên kia nữa ha, chamfer cạnh bên ngược lại. Đây. Đây ha. Mình sẽ chọn là cạnh cạnh nè. Đây ha, 8 và 0.5. Đây các bạn ha. Đây. Ok. Đây, như vậy các bạn đã hoàn thành cái lưỡi dao cắt nè bằng lệnh chamfer khá là nhanh chóng ha. Đây. Xong rồi, chúng ta sẽ xử lý đến phần cán dao ha. Đây, cán dao của các bạn ha. Mình có biên dạng rồi thì mình sẽ sử dụng lại cái biên dạng đó ha, biên dạng sketch 1 của các bạn nè. Ở đây mình sẽ zoom to cái SolidWorks lên ha. Như thế này. Và mình sẽ sử dụng lệnh Extrude Board ha. Và mình sẽ extrude lên cái biên dạng như thế này. Đây ha. Như thế này luôn. Đây. Đây. Đây là cán dao của mình. Đây là cán dao của mình. Đây ha. Và mình sẽ cho nó bề dày là tầm 24mm các bạn ha. Đây. Và mình sẽ bỏ mạc research đi để tạo ra một cái body rời ha. Body rời. Ok. Như thế này các bạn ha. Và mình sẽ fillet đi ha. Fillet tầm ví dụ là 6mm chẳng hạn. Cạnh này đây và cạnh bên này chẳng hạn ha, hai cạnh hai bên để cho nó cầm nó êm tay. Ok, như thế này ha. Đây, và bây giờ mình sẽ xử lý phần cán dao thì tạm thời mình sẽ ẩn cái phần lưỡi dao này đi ha. Đây, hai nó đi. Và các bạn có thể là tô màu ứng dụng 3D Texture ha, Appearance. Ở đây chọn cái kiểu này ha, chọn 3D Texture. Ngoài 3D Texture thì các bạn có thể là sử dụng những cái hình ảnh màu trắng đen ha của các bạn ha. Đây thì nó có rất là nhiều kiểu bề mặt 3D nổi cho các bạn ha, rất là nhiều kiểu độc đáo. Ở đây thì mình sẽ chọn cái kiểu Dimple Boom này ha. Các bạn có thể kéo thả ra, tô màu cho bề mặt ha. Và mình sẽ edit lại cái màu sắc này, edit appearance. Mình sẽ tô màu tất cả các bề mặt tiếp tuyến xung quanh ha. Select Target. Đây ha. Đây. Và các bạn có thể là tinh chỉnh mapping này lại ha, các kiểu này. Đây. Các bạn có thể là tinh chỉnh mapping các kiểu lại ha. Mình để kiểu này như thế này ha. Ok. Đây là một cái hình ảnh trắng đen của các bạn. Đây ha. Sau đó các bạn sẽ sử dụng lệnh 3D Texture ha, 3D Texture. Ở đây cái body nào thì mình sẽ chọn là body này. Khi mà các bạn đã tô màu trắng đen rồi thì nó sẽ hiện lên cái màu trắng đen cho các bạn ha. Ở đây màu trắng sẽ là phần nổi lên. Thì các bạn sẽ chú ý hai cái thông số này, bề nổi này, ví dụ như là mình sẽ cho nó nổi là 2 mm. Ở đây các bạn ha. Thì các bạn sẽ thấy là cái biên dạng 3D của mình nổi lên nè. Và lưới này mình sẽ cho nó nhỏ lại ha, để cho nó mịn hơn và lưới nhiều hơn. Thì các bạn sẽ thấy nó mịn ha. Như thế này. Đây. Nó mịn đây này. Cũng tương đối rồi ha. Như thế này. Đây, càng mịn hơn nữa. Đây. Và các bạn click OK. Đây, khi các bạn click OK thì cái 3D của các bạn đã tạo ra một cái body matte wrap ha. Và body matte wrap là gì thì mình có thể mình có đính kèm cái đường link ở phần mô tả các bạn ha. Các bạn có thể là chuyển sang chế độ nhìn như thế này ha, để cho nó smooth hơn ha. Trước mắt khi 3D Texture xong thì các bạn chỉ thấy một cái graphic body như thế này thôi ha. Các bạn click chuột phải và mình sẽ chuyển sang matte body nè, đây ha. Các bạn click OK. Đây, sau khi tạo xong body thì nó sẽ ra một cái body import ở đây cho các bạn ha. Và với body import này các bạn có thể là sử dụng extrude cắt ha. Thì ở đây mình sẽ sâu lại cái biên dạng dao nè, lưỡi dao của mình nè. Và trên bề mặt phẳng mình có thể là hiện chế độ này ha. Và trên bề mặt phẳng right chẳng hạn. Đây ha. Đây. Mình sẽ convert lại cái đường này. Ở đây ha. Để mình tạo một cái biên dạng cắt. Đây. Sang đây nha các bạn. Đây, cạnh này trùng với cạnh dưới ha. Đây, trùng với cạnh dưới. Hai cạnh này trùng nhau ha. Đây. Và mình sẽ sử dụng biên dạng này để mình extrude cắt cái body matte wrap này ha. Đây, mình sẽ sử dụng là Mid Plane, Rule on Board luôn ha. Và mình sẽ chọn là Select Body này, Picture Scope này. Là cái body matte wrap này thôi. Đây ha. Ok, chỉ có body matte wrap này mới bị ảnh hưởng thôi ha. Ok, nó tạo ra hai nửa này. Đây ha. Đây, mình chuyển sang chế độ nhìn này. Đây ha. Và mình ẩn đi cái graphic body này đi. Đây ha. Các bạn thấy rõ hơn. Đây. Đây. Nó dày lên 2 mm rồi nè các bạn này. Đây ha. Và những cái chốt bên phi 4 ha. Thì mình cũng sẽ tương tự như vậy. Ở trên cái sketch mình đã tạo sẵn rồi nè. Mình cũng extrude cắt ha. Và mình extrude cắt với ba cái biên dạng là ba cái lỗ tròn này ha. Đây. Ba cái lỗ tròn này ha. Và cũng là rule on board luôn. Kiểu này luôn. Và cắt cái matte body này luôn. Body thứ nhất. Body thứ hai đây ha. Ok. Đây các bạn sẽ thấy tạo ra ba cái lỗ cắt nữa ha. Rồi từ ba cái lỗ cắt này mình cũng sử dụng sketch 1 này để mình tạo ba cái pin ha, extrude box. Tạo ra ba cái pin. Biên dạng thứ nhất, biên dạng thứ hai, biên dạng thứ ba và mình sẽ chọn là mid plane ha. Khoảng tầm 24 như thế này. Đây, vừa tới đây thôi các bạn ha. Và mình sẽ chọn picture scope là cái lưỡi dao này, đây ha. Đây. Những cái pin này nó sẽ đi theo với cái tháp lưỡi dao này ha. Ok. Đây, như vậy các bạn đã sắp tạo hình thành công rồi ha. Bây giờ mình sẽ tô màu cho nó chẳng hạn. Ví dụ ở đây mình sẽ tô màu gỗ wood chẳng hạn ha. Organic. Đây. Và các bạn có thể là tô màu wood nè. Màu wood tối này chẳng hạn nè. Đây ha. Tô màu cho body import này ha. Đây ha. Đây. Và cái lưỡi dao này thì có thể là tô màu cho nó bóng bẩy hơn ha. Kiểu của mình là metal nè. Đây ha. Aluminum chẳng hạn. Đây ha. Đây, kiểu này chẳng hạn, body như thế này ha. Các bạn có thể là đổi phông nền ha, như thế này. Ví dụ mình chọn Lancat 2 đi ha. Đây, các bạn sẽ tạo ra một con dao ha, nó khá là bóng bẩy ha. Đây ha. Và các bạn muốn tạo màu cho cái vùng nhựa đen cao su này ha thì mình có thể là tô màu cao su, kiểu cao su ha. Rubber này ha. Đây, các bạn có thể là tô màu như thế này, đây ha. Đó. Và cuối cùng các bạn muốn khắc chữ, in chữ lên ha thì mình có thể là phát thảo một cái biên dạng sketch chữ ha. Ở đây mình dùng lệnh test nè. Mình viết chữ ha, 3D Engineer chẳng hạn. Share lên ha, như thế này. Đây. Đây ha, ok. Đây, các bạn sẽ tạo ra một cái biên dạng chữ như thế này ha. Kéo ra đây. Các bạn muốn in lên cái bề mặt này. thì mình có thể là sử dụng lệnh wrap hoặc là split line các bạn ha. Thì ở đây mình có thể là sử dụng lệnh wrap này hoặc là split line đều được các bạn ha. Wrap in biên dạng chữ lên thôi đây ha, bề mặt này ok. Thì các bạn đã tạo được một cái biên dạng chữ ha, đây in lên rồi nè. Như vậy các bạn đã tạo con dao thành công ha, với cái cán sử dụng 3D Texture để tạo ra được những hình thù 3D phức tạp bằng hình ảnh trắng đen các bạn ha. Các bạn có thể là download bản vẽ về để luyện tập ha, mình có đính kèm link ở phần mô tả. Chúc các bạn thành công!